vui được gặp lại cả nhà trên kênh Nhịp Sống Sài Gòn của Nam nha. Hôm nay thì Nam muốn chia sẻ với cả nhà một cái ngôi chùa tại thành phố Quảng Ngãi nha. Đó là ngôi chùa Sắc Tứ Tổ Đình Thiên Ấn, nó nằm ở khu vực thành phố Quảng Ngãi nha cả nhà. Và đây là cũng một cái clip cũng rất là lâu rồi, Nam có dịp đi ra thành phố Quảng Ngãi ngay vào dịp Tết, và tới bây giờ thì Nam mới có làm lại clip này, thì do Nam sang cái điện thoại ra cả nhà nên nó bị mất hết một số cái clip, và Nam thấy còn sót lại clip này và Nam muốn chia sẻ lại cái nhà về ngôi chùa cổ này nha. Thì bây giờ thì chúng ta đang trên đường đi vào thành phố Quảng Ngãi, chúng ta sẽ đi qua một cái đoạn cao tốc. Ở đây thì mình sẽ tới cái đoạn cao tốc là phần cao tốc Chu Lai nha cả nhà. Chúng ta đi qua cao tốc này thì chúng ta đi vào thành phố Quảng Ngãi và chúng ta sẽ đến vị trí của ngôi chùa. Bây giờ chúng ta qua cái trạm thu phí Chu Lai ha, và chúng ta tiếp tục đi qua cái tuyến đường cao tốc. Và ở đây thì cao tốc này thì cũng cho chúng ta duy trì ở tốc độ là 120 km/h nha cả nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Và Nam cũng tìm hiểu thì đây là một cái ngôi chùa cổ rất là cổ và rất là đẹp luôn. Để Nam chia sẻ thêm với cả nhà là ngôi chùa thì nằm ở khu phía bắc của sông Trà Khúc. Chúng ta đi cái quốc lộ 24B và chúng ta sẽ vòng qua khu vực đó. Chùa Thiên Ấn còn có gọi khác là chùa Thiên Ấn nha cả nhà. Tọa lạc trên núi Ấn thuộc xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha. Núi Ấn thực sự là một cái ngôi đồi cao cũng vài trăm mét này cả nhà. Núi có một cái trảng đất rất là rộng và bằng phẳng, có hình như một chiếc ấn do trời đất tạo nên, và cho nên là có cái tên gọi là chùa Thiên Ấn ha. Cho nên là chúng ta sẽ có cái thời gian chúng ta tham quan cái nơi này. Nam thấy đây là một ngôi chùa rất là đẹp, đã tìm hiểu được trên thông tin trên truyền thông rồi. Bây giờ thì mình đi trực tiếp và sẽ chia sẻ những cái nét đẹp tại ngôi chùa này cho cả nhà xem nha. Và để cho cô chú anh chị có thêm cái thông tin về ngôi chùa Thiên Ấn tại thành phố Quảng Ngãi thì Nam xin chia sẻ thêm nha. Ngôi chùa Thiên Ấn được khởi công xây dựng vào năm 1694 và hoàn thành vào cuối năm 1695, đời Lê Huy Tông. Tổ khai sơn ngôi chùa là Thiền sư Pháp Hóa, sinh năm 1670 và mất năm 1754, thì thọ được 84 tuổi. Đây cũng là một ngôi chùa, ban đầu thì chỉ là một cái am tĩnh mịch thôi cả nhà. Sau dần nhiều năm tu trùng tu sửa và thu hút được nhiều tăng ni Phật tử và trở nên nổi tiếng đến ngày hôm nay. Kiến trúc ngôi chùa thì cũng không có gì nổi bật lắm cả nhà, trừ các cái phương trượng hoặc được xây dựng kiến trúc theo nhà rường, vốn là được mua lại từ các cái đình làng Phú Nhân. Di tích được khách lập phương lưu ý nhất là quả chuông lớn được thỉnh từ cái làng đúc đồng Chú Tượng năm 1845 vào thời vua Thiệu Trị nha, tục gọi là chuông thần và giếng Phật. Ở trong khuôn viên chùa thì chúng ta thấy sẽ hai di tích lớn và được truyền tụng đi vào ca vĩnh đến ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta đã sẽ đến gần cái ngôi chùa rồi. Chúng ta sẽ đậu xe và chúng ta sẽ đi vào trong ngôi chùa nha. Đây là một trong những ngôi chùa rất là lớn trên thành phố Quảng Ngãi. Và cũng có rất là nhiều khách tham quan đến đây. Khách hành hương cũng giống như khách đoàn. Hôm nay thì cái dịp cũng trong còn dịp Tết á, cho nên là khách đoàn về đây cũng rất là đông. Và chúng ta sẽ có một cái buổi tham quan tại nơi này nha cả nhà.